Xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube. Những ngày qua, thông tin liên quan đến diễn viên Hồng Đăng nhận được sự quan tâm của dư luận. Giữa ồn ào xoay quanh chuyến đi công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại Ý và Tây Ban Nha của nam diễn viên này, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cho biết, phía nhà hát đã báo cáo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội về vụ việc của diễn viên Hồng Đăng. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu khẳng định, ở thời điểm này, đơn vị không cử bất kỳ cán bộ nào và cũng không có chuyến công tác nào ở châu Âu. Hồng Đăng là diễn viên thuộc biên chế nhà hát kịch Hà Nội. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu cho biết, trước đó, nam diễn viên có liên hệ với ông để xin nghỉ phép. Mặc dù đã đưa ra hướng dẫn về quy trình làm thủ tục báo cáo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội theo quy định, song đến nay, phía nhà hát kịch Hà Nội vẫn chưa nhận được đơn xin phép đi nước ngoài của diễn viên Hồng Đăng. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu cho biết, ban lãnh đạo nhà hát kịch Hà Nội sẽ báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội để xử lý vi phạm của Hồng Đăng theo đúng quy định. Đồng thời, giám đốc nhà hát chia sẻ thêm, đơn vị cũng liên lạc với diễn viên Hồng Đăng để xác minh thông tin, song vẫn chưa được. Khi được hỏi về những ồn ào vừa qua có ảnh hưởng đến việc hoạt động của nhà hát kịch Hà Nội hay không, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu khẳng định, đơn vị vẫn hoạt động bình thường. Hiện tại, diễn viên Hồng Đăng đang góp mặt trong dự án Thương Ngày Nắng Về được trình chiếu trên VTV3. Trước những lo lắng của khán giả về số phận của phim truyền hình này, bà Đặng Diễm Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam VFC, cho biết phim vẫn chiếu theo lịch thứ 2, 3, 4 và mong khán giả theo dõi. Tập 40 phần 2 của bộ phim Thương Ngày Nắng Về đã được phát sóng vào lúc 21h40 ngày 4 tháng 7 năm 2022 trên kênh VTV3. Tuy nhiên, trong phần giới thiệu diễn viên tham gia đã không xuất hiện tên Hồng Đăng. Trước đó, bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng và Moscow Mùa Thay Lá có sự tham gia của diễn viên Hồng Đăng đang chiếu lại trên VTV cũng đã bị thay thế bởi hai bộ phim là Lặng Yên Dưới Vực Sâu và Dưới Bầu Trời Xa Cách.